Dạ vâng em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái combo bao gồm có mấy vận vít của Ryobi từ Mỹ về và mấy cưa từ Mỹ về, hai cục pin hai cục pin 18V và một cục sạc. Thì giá combo này có cái túi sách luôn và giá của nó là 3.800.000. Rồi anh em nào mua lẻ cái thân máy vận vít thì giá của nó là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 cái thân vít. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ em 0962232180. Mã của máy vận vít là 235. Thì 3.800.000 một cặp này. Rồi cái máy vận vít xong rồi ha, giá 1.400.000 rồi cả một cái combo là 3.800.000. Rồi mình test cho anh em xem cái máy cưa. Đó. Anh em mua máy cưa này thân máy thì giá của nó là 1.500.000. Anh em mua máy cưa dùng xài chung. Này cái hàng này mới 100%, là Mỹ về cái tiếng là OL. Có nghiêng, nghiêng góc nè anh em. Cưa cái này chuyên dành ở cưa gỗ ha và Mỹ về. Thân máy này giá của nó là 1.500.000. Rồi anh em nào mua sạc thì giá của nó là 500 220V. Anh em nào cứ mua sạc là 500.000 nha. Anh em nào mua pin thì 500.000 luôn, 500.000 một viên, 500.000 cái sạc. Rồi 1.500.000 cả một cái combo, nó rẻ hơn 3.800.000. Vâng em Tùng, cảm ơn anh em. Còn có sẵn cái thang không, không giúp mấy cái mận không mẹ già.